Trang trí ở những ngôi nhà mà có nhiều gỗ thì có áp lực không? Bên mình cũng áp lực lắm nha, tại vì nhà người ta cái gì nó cũng đẹp hết trơn này. Đây cái phòng chiếu phim không mà thấy thi công, nghe cô chú nói là cái phòng này thi công tới 8 tháng. Mọi người thấy kinh khủng không? Cái nhà, cái phòng chiếu phim còn hơn là cái rạp chiếu phim dạng hàng VIP của thành phố nữa. Gỗ hết 100%, nhìn siêu xịn luôn. Bên mình sẽ làm một cái lễ ở đây cho cô chú trang trí hoa, rồi trang trí bàn hai họ. Nói chung là làm rất là nhiều, rất là áp lực, là bởi vì thứ nhất là cái gì cũng đẹp hết, còn khi mà bỏ hoa vô mình nhiều quá ô về thì nó sẽ lỡ như che đi gỗ thì cũng không đẹp, mà bỏ vô ít quá thì nó cũng không muôn đăng hộ đối, cho nên cũng suy nghĩ nhiều lắm nha. Mà nói chứ mình nghĩ không khó với mình đâu, cái gì mình cũng sẽ làm được hết, hoa hòe cũng là nghề của mình mà đúng không? Cho nên là sắp tới là mình sẽ quay một cái tiệc rất là hoành tráng, siêu hoành tráng tại căn nhà rất đẹp nha. Mà thật ra cái sự đẹp của nó là hoành tráng bởi cái nhà rồi, nhà người ta đã hoành tráng rồi, còn mình đưa hoa vô để tôn vinh lên cái giá trị gỗ này thêm cho gọi là điểm nhấn thôi, chứ còn thiệt sự so với lại cái nhà này thì thiệt không biết phải làm như thế nào. Ekip cứ bàn bạc rồi suy nghĩ phải mua hoa gì rồi cân đối thế này thế kia. Con chó xịn sò, con chó bằng gỗ nè. Nhìn đã ghê luôn, nhà rất là chất luôn. Thật sự mà mọi người có tiền có điều kiện nhưng phải phải thật sự là phải chịu đựng lắm đó. Nói chung là người ta xây một cái nhà này người ta phải tính bằng năm bằng tháng mà phải chờ đợi, còn mình thì chắc chắn mình không chịu rồi đó. Cô chú thì quá có điều kiện, nói chung là nhà quá là sang xịn mịn luôn. Mọi người chắc là ở đây cô, khi mình đăng clip rồi mình thấy quá trời người biết nhà cô chú luôn, thì chắc chắn là rất là chất đúng không? Mà nghe cô nói là gỗ, ví dụ mua gỗ đi, mình không có kinh nghiệm á, mình coi nước sơ bên ngoài thấy đẹp thôi, nhưng mà những người có kinh nghiệm như cô chú á thì sẽ lựa cái gỗ nào tốt, nó giá trị thời gian lâu hơn, nói chung là học bài học cũng khá là tốt. Và mọi người nhớ nha, đón xem cái tiệc sắp tới mình làm tại nhà này nó sẽ hoành tráng như thế nào. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã đồng hành cùng mình nha, bye bye.